hội như bọn em, thường sống theo múi giờ của gái ngoan. 6 giờ chiều đã là tối muộn rồi cha. Thank you.
Ok. Sông nguồn kiềm tơ xanh lục, sông nguồn kiềm tơ xanh dương. Đừng làm cái tính của anh thêm cục, mà hãy làm cho anh thương. Anh cứ loay hoay đi tìm cái chất của ai, chứ nó chạy quanh xương. Thằng em anh vẽ cho anh có cảnh tượng gọi là đẹp như tranh. Anh em một đứa chưa thật ngon, chưa thật sâu mà không lo bị anh trap. Hai em tây kẹp ba hai em ấy đi ăn bún đậu hàng khay. Thấy tao ngồi đếm tiền ở VTV Hà Tây, ra Hà Trung mua vàng đó một chỉ tao cần dây. Chúng ta quen cách để buông nhẹ, vậy thì ta sẽ biết điều đó trên đoạn đường về. Vì nắng xe trắng bên cạnh khi ta lại đến mà rơi. Em có thấy gió đêm lạnh nhưng lúc đêm đó đã cần đời. Vì ta luôn luôn đi chế chỉ trong vài giây để lỡ vòng tay cả đời. Và anh chẳng muốn chỉ sống như vậy mà thôi. Em không bị biệt bằng nỗi đau tình yêu của em và biển thật sóng lâu. Khi dịu dàng, khi sâu lắm, khi trùng dập em không quan tâm. Để từng cơn sóng lên sâu và bờ bờ hết những lâu đài khác ta xây thành giấc mơ. Và rồi mấy giấc mơ của anh đi về tối nơi sâu thẳm anh không thể nào cùng tới. Và anh không thể nào hiểu được biển nên anh không thể nào hiểu được em. Anh không thể nào hiểu được tình yêu như giọt nắng không thể hiểu được đêm. Yeah.
chưa bên mình. Ai ơi đón hồn. Cô ánh mắt tuyệt lệ nhòa mà lòng tôi đau lắm. Giá như người ấy là tôi, là tôi, là tôi. Anh sẽ luôn che chở bằng vòng tay ấm áp. Anh sẽ luôn bên em mang đến những bình an. Anh sẽ luôn bên em chuyện trò. Bye.
Nhưng mà là quý vị.